we sail a little bit higher. Rồi một lần nữa, một lần này một chiếc lá vé trên tay là 10.000 đồng. Rồi mong rằng khán giả bên dưới cũng được tình tham gia đồng ủng hộ cho bên trên chúng em. Và ngay từ bây giờ khán giả nào chưa vé đó khán giả ơi, đưa nhà ngón tay cao lên. Và thậu như thấy xin mời nhân viên đến tận nơi, tặng chỗ để phục vụ cho khán giả mình. Rồi chế bên đây nè, đâu rồi? Đây nè là Hoàng Na Na Na, sau lưng nè ơi. Kìa đây nè, ngón tay ngọc, ngón tay ngà của cô này nè, đây nè. Đó, nhận dứt dương chỉ nè, đó. Rồi một lần nữa, ngay từ bây giờ khán giả có vé trên tay rồi. Chuẩn bị tập trung dành sáng dò số. Hết vé chưa mà nằm lăn lộn đây đây. Trời ơi, à, đây nè. Đây chị Quyền ơi. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Ra cái Quyền còn một vé nữa chị. Rồi đi thẳng tới giùm em luôn. Ở trước chị đây. Rồi ngay từ giờ này anh chị đừng có bé cầm tay hay mắt kìa, sáng chuẩn bị dò số chị. Số gì đây? Mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra? Hả? Cái họ hiểu gì? Út nhỏ bà nội nhỏ. Ồ, đắt ô lửa nè, bằng tay mây nè. Mây gì đây, mây gì ra, mây gì đây, hai gì ra? Rồi con ai chưa bé trên góc này không? Quyền Quyền. Rồi con ai chưa bé một lần nữa mình nhớ giơ tay anh chị mình nha. Bà Quyền hồi nãy giờ không bán một vé nào luôn đó trời. Còn một tấm luôn. Em thấy chị mới đưa cho chị Quyền đó. Chị bà nội nha. Chị đang nói chị đó. 20 vé luôn. Đây nè, chị em ở đây luôn nè chị ơi. Quá ơi quá. Chị Quyền ở đây nè. Đây đây, xuống dưới luôn. Cô chị ra. Tôi mời cô bác con lên bầu cày để trở lại đây. Trở lại đây. Nhẹ kêu cô, tôi là con mây. Cô chị đây. Chị Thanh ơi, đây là chị Thanh. Đây, sẵn cho chồng đây luôn. Đây nè. Đây. Còn ai nữa không ạ? À? Đưa tay lên một lần nữa đi ạ. À. Đây. Đây đi thẳng luôn. Trên đây luôn chị Quyền ơi. Đây. Đây là chị Thanh ơi, bên đây luôn. Gì vậy? Hay qua đây rồi. Đó rồi, xuống dưới luôn. Thẳng lên tay một giờ đó. Đúng rồi. Dò số luôn anh chị mình ha. Số gì đây mây, gì đây mây, gì đây con mây, gì đây hai, gì đây hai, gì ra. Hai gì đây con, hai gì đây, hai gì ra. Thể dục thể thao sức khỏe mà dồi dào. Ta mau mà luyện tập để cao đẻo dài mà vẫn cố. 21 gạch số vô. Dạ anh chị nào mua xô, mua vé sau cùng gạch dành con số 21, con số đầu tiên. 21 gạch vô vô, cỡ vô bà con ơi. Mỹ gì ra, số gì ra, nắm gì ra. Đúng anh dài quá thân là trai. Từ hình dung dáng đi là trai. Đài là trai là chú anh đài. 52 cho một chút mà ê cô. 52 số là con mây. Câu gì đây? Trong giây phút chia tay anh về quê có nhà này. Tao nhìn ăn nào tao đang ăn luôn á. Mà em phải bạn tao. Ủa vậy hả? Là bạn không đi dây thêm đứa làm tiếp thị. Thằng làm quán cơm xôi về một gói mì chai. 47 47 con năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra. Con mã con ma, mày đã có vợ, sao mày cháo trở vợ mới có thành không? Lửa xanh lửa hồng, sao mày
53, 53, 53, 53 có mấy chị ra, 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 mấy chị ra. Ở trên cành à, con kiến cắn con chim nên con chim thù con kiến. 20 quyền, quyền 20 thì quyền 20, quyền 20, quyền 20, quyền 20, mấy chị đây, mấy chị đây, ba chị đây, ba chị đây. Mùa ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình vơi vơi, tuổi mới sang tròn. Mà nàng ở đâu ôm tình ấy đi tìm dây núi cao, đi sau vô rừng trốn tình hay đi vô rừng trốn mình. Nàng khóc một mình. 39, 39, 39, 39 còn 39 còn cần gì đây mấy chị ra, số gì đây. Cái nhà em dột cái cột em bị siêu, rước thở về nhiều rủ nhau mình muốn cột con. 51, 51, 51, 51 mấy chị ra, mấy chị ra. Hà Nội mùa này vỡ. Một ngọn lửa hồng ở trong tim, ha ha ha. Một ngọn lửa hồng trong sân, na. Sao cha cha hoài vậy ba? Em hạ sáu đổ rum ba hay ba số đắp lê đồ đó. Anh đã thích em rồi. Chết mẹ ơi, nhà này không dính được má ơi. Vô không được. Khớp, khớp, khớp con ngựa, ngựa, ngựa. Bác nhà cái thằng anh. Khớp, khớp, khớp con ngựa, ngựa. Bây giờ ông tổng kinh mà tắt nhà ông được không? Khớp, khớp, khớp con ngựa, ngựa, ngựa. Chắc được năm anh. Khớp, 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 khớp con ngựa, ngựa, ngựa. Nhà ngựa ô. Hát không có dịp, mẹ gì hết trơn mà hát quay. Còn khốn, 24. 24, 24, số gì ra, số gì đây, bốn gì ra, cái này bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra, cha em bắt em lấy chồng mà thằng chồng nó đi cái cà quê, nên em phải đi vô chùa, em đi vô chùa náo hơn nữa thì mất. 44, 44, xin lỗi gì mới ăn bánh mì với cộng hành. 44, xin lỗi, ngón tay dài dài nó móc cho em ơi. Móc em còn anh không? Không bây giờ sạch mãi kìa má. Thôi vậy không thôi. Bê cái gì nha? Bê gì nha? Thôi thôi thôi, em tự móc em nè. Không ra cho mấy chiếc cuốn vô. Để em lại cho em lại. Trời ơi. Đó, móc bàn tay đàng hoàng nữa, mượn cái bàn tay coi. Trời ơi, dày quá, mà thúi quá vậy. Đây kìa. Đó. Rồi em biết mùi đó từ đâu. Rồi đi rửa tay đi chị. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh ơi, mấy gì ra. Anh ơi, hôm nay mày nhắm mập rồi ai nhà Phương Thanh hả? Ừ. Tự khí tài không á. Khí tài là máu. Đây nè, ba mày nè, khí tài. Không có hết, biết ai đâu. Cát Phượng. Giống luôn. Chị. Bộ cười là vui hả? Chị Phượng hay cười vậy? Chị đừng có bán nước chị Phượng. Chị Phượng không cười vậy. Chị Phượng cười sao? Kệ chị Phượng. Tuy nhiên em đâu có cười giống chị Phượng được. Chị Phượng cười rất là duyên dáng. Cái đó là chú Ngọc Ngàn, chú cười. Mày kêu đi mày nói. Chứ mày kêu tắt nhạc mày nói gì? Thì tao nói gì rồi đó. Vậy hả? Ừ, vậy thôi. Anh ơi nhạc. Quên má mẹ rồi. Hát cái gì đây? À, tôi nhớ rồi. Anh giờ sẽ sao? Rất vui
hay đang buồn có bao giờ trong phút giây anh chợt nhớ đến em. Em thì vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi. Chưa có số mấy gì đã 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 một trái tim khô, một trái tim một đơn. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Mày rủ tao chạy trốn, tao lòi ruột nữa nha. Mày hả mày? Con khốn nạn, cái ruột mày sao nó u hai cục vậy? Cái ruột gì kỳ cục? Mày bị sơ gan cái gì mà bên bự bên nhỏ vậy? Chị xin sửa lại. Chị ông thép đó, chị sửa lại giùm em. Rồi. Chị sửa lại giùm em. Cố lên, cố lên. Rồi. Rồi, sửa 2 thành 4 luôn. Tao tưởng đi mày mới tập gym cơ mày nọ. Trời ơi, nhỏ đang bình thường sửa cái bú cổ luôn. Quan niệm thiệt tời. Cái gì trai? Sửa cho đều lại. Rồi ta sáu muối rồi đó mập á. Nên đành ôm cho một phút. Một 35. 35 tấm vé còn hơn. Số may mắn 35 là con số may mắn được giải quý vị nhé. Ngay bây giờ chúng em sẽ làm xíu cùng nhiều vòng lợi tiếp theo cho một của vòng lợi tiếp theo quý vị nhé. Rồi rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ vòng lợi đến vòng lợi cuối cùng quý vị nhé. Rồi cái con đó là không ai dám đụng nó đâu. Ai kinh vậy? Ai biết ai kinh đâu? Ai kinh lên sân khấu đi. Dạ thấy rồi. Dạ lên sân khấu anh trai chị gái ơi. Rồi ba chủ nhân phía bên đây nữa. Kính thưa quý vị, mà không mất thời gian của tất cả quý vị thì chúng em cũng sẽ trả xíu vụ vòng loại tiếp theo và đã có chúng có 10.000 đồng thôi quý vị nhá. Rồi chủ nhân đầu tiên vòng loại 1043 có trên sân khấu rồi quý vị. 35 dự kiến qua có 1, 21. 21 có 2. 44. 44 có 3. 52. 52 đã đủ. Và hợp lệ chủ nhân đầu tiên và sắp còn hàng ngang trên sân khấu giúp em để cho biết cho khán giả qua live stream có thể biết được ạ. 35, 21, 44 và 52, 1076 hợp lệ. Kính thưa quý vị, và trong lựa trình phục vụ Loto và bảo tồn Loto thật là tốt quý vị. 35, 44, 52 và 21, 684. Trời ơi nhiều dữ vậy đó hả? 35, 44, 52 và 21 có 4 người mà lại bị giữ. Dạ. Thì mỗi người chút vòng thôi chứ lại bị giữ. Kính thưa quý vị, và trong cái quá trình làm việc và làm mới Loto đó quý vị, thì Lộ Lộ cũng rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Quý vị nếu đã yêu mến Loto thì hãy yêu mến chơi chót. Và em đang có một ước mơ và một ước vọng rất là nhỏ là sẽ làm một cái tour diễn giống như mà live concert của đoàn của quý vị đến tất cả các trường đại học của tại thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong cũng sẽ nhận được ủng hộ nhiệt tình của quý vị, và hy vọng là cái dự án này sẽ được thành hiện thực vào khoảng đầu tháng 10 đến tháng 10 hoàn toàn cho tất cả các bạn sinh viên đầu năm mới, đặc biệt là các sinh viên năm nhất lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dự án này em đang lên kế hoạch và hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của quý đoàn trường của tất cả các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ mang hình ảnh rất là đẹp của lớp văn hóa Loto dân gian đến tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là những thế hệ trẻ sau mà các bạn không biết được Loto là gì. Và rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình bằng cách là chúng ta ủng hộ nhiệt tình đoàn hơn nữa trong công tác là chúng ta sẽ like và share trang fanpage đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời quý vị nhé. Chúc quý vị nha, để mình có một phần quà cầm tay mang về luôn. Còn cô chú anh chị mình ai đó có đứa bé trên tay rồi, tập trung vào sáng chuẩn bị dò số. Còn một đống vé luôn, nãy giờ không bán của Luna. Trời đất ơi, Luna với Quy lộn hoài. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống đôi khi có khi không. Hãy cho tôi nụ cười nở đời, nói với tôi rằng anh đừng thôi. Để tôi thấy bằng hình bóng đời chỉ có khi cầu. Mất con này chạy trốn còn số 4, còn số 4, còn số 4, con số 4 số đầu tiên còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4 thấy gì sao?
đa số gì đa số gì đa. Giáo ơi vì sao nỡ đành tâm, vì kia ban đầu ai đã cao. Không yêu nữa sao cao ngọc quý, không yêu nữa thôi sao nỡ đặt kia cố đào. Bốn mười sao, bốn mười sao, bốn mười sao mấy gì đa mi, gì đa mi, gì đa mi, gì đây số gì đây. Em viết tên anh trên lá trên hoa, em viết tên anh trên chiếc da ma. Con số ba, con số ba, con chờ gì đây mấy gì ra mấy gì đây số gì đây, số gì đây mấy gì ra. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những bà mẹ cha trong trẻ đùa sống dưới rung rung mỗi người như thuở còn đôi mươi. Con ba mươi đây, con ba mươi, con ba mươi, con ba mươi, con ba mươi, con mấy gì ra mấy gì ra. Mấy chị ra chiều về chậm chậm chăm hiu quậy trên cành bao tấm níu kéo nhau chạy xuống hồ. Mây sáng bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiếc xanh xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người chị nữ ấy đã xa lìa cõi đời. Có một chiếc xe màu trắng đục, năm con ngựa trắng xếp thành mà hàng năm có 25. 25 là tấm vé cờ hơn. Có chưa chị ơi? Giơ tay giùm em cái chị. Có kinh chưa ạ? À? Chưa. Trời, do số tiếp. Mấy gì đà? Hey, mấy gì đà? Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đà? Qua phép bàn tay là Như Lai mà thần trưởng. Cái mặt mà bóng lưỡng là cái mặt mà huynh em mặt. Cái mặt ta tèm lem là mồ hôi nó đổ. Cái mặt lục lỗ là phải đi lăng nghiêm, nhưng nó vẫn y nguyên 40 quyền. Quyền 40. Còn 40. Còn 40. Hai gì đây, hai gì đây, hát bài này bà ta nó nhộp á. Hai gì đây, hai gì đây, thôi thôi ba ơi. Thôi thôi ba ơi, gây đôi nhịp cầu. Gây đôi à, nhịp cầu. Bà ơi có biết, nàng ơi, nàng ơi có biết, đang yêu tim tôi, ngày bà lên xe hoa. Làm điểm lòng mẹ ta, cho tình duyên đôi ta cánh kia đặt sao. Hai mươi sao, hai mươi sao, hai mươi sao. Hai mươi sao, hai mươi sao. Có ai đợi chưa? Mấy gì đây, đợi hàng mấy anh? Đợi hàng năm hả? Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây? Mấy gì đây, tôi xin kể ra đây. Ở nơi con tình thời sàn có ta chú đang ngơi là chế bảy lộ chứ còn ai. Chỉ các thành viên trong đoàn toàn trai đẹp với nhiều gái xinh. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Mấy gì đây, mấy gì ra con số 9, con số 9, con đợi gì đây, mấy gì đây. Hãy cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười. Tôi xin dâng vòng tay gọi mời. Người ơi người, xin đừng ép làm tim ngàn ngào con. 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao, 50 sao. Mấy gì ra, mấy gì ra. An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ nghe quả diễn bà. Vì tình điên nhớ thương em hả? Sao em? Chiều trên đồng ruộng xanh áo, ba ba em chiều hiền. Cái đầm không, cái đầm không nó ở nhân ai đôi cầu. Người em chưa mới Tân Châu. Quê chị Cà Mau, quê chị Cà Mau. Kể vậy. Nếu có về quê hương đất miền Tây, nhớ thương em nhiều, người em nơi núi Sam. 58, 58, 58, 58, 58. Đi được chưa rồi? Số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây. Nhà hát anh ơi. Quân ơi, anh Dương. Không, chị là Lách. Chị Siêu Plus. Em đang làm gì đó Quân? Ăn chân gà. Ăn chân gà hả? Hôm nay Lách hát trong cổ được không ạ? À? Mai mốt chỉnh thể luôn nha, hát luôn.
trong cậu luôn nha quý vị. Quên. Con anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, có bằng gì ai gây cảnh đắng cay. Để giờ đây anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu cái đường tương lai. Mình mù tăm tối mà lối đi về. Không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của ông. 20 không, chiếc lá cờ hình vẫn chưa được kêu. Và bây giờ 20 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời khán giả mình khoan bôi xé tờ vé. Và khán giả nào đoàn dạy chúng ta mạnh dạn bước lên sân khấu cùng nhau kiểm tra lại. Và khán giả ơi, những tờ lá vé đầu tiên mà chúng ta chưa có may mắn đọc dài, chúng ta nhớ quay lại mặt sau tờ lá vé. Chúng ta ghi họ và tên cùng với số điện thoại của mình để vòng loại sau cùng chúng ta sẽ được bốc ra một lá thăm may mắn dành tặng phần quà đặc biệt cho tất cả quý vị khán giả mình nhé. Và ký hiệu tờ lá vé vòng loại 692, con số vừa kêu 20. Dạ có. Số 9. Dạ có luôn. 30. Dạ có luôn. 58. Dạ có luôn. Chủ nhân hợp lệ. Chủ nhân thứ 2, 1112. 20. Dạ có. 30. Dạ có. 58. Dạ có. Số 9. Dạ có luôn. Trong lần này có 2 chủ nhân may mắn nha. Chúng ta sẽ được nhận trước mắt là một con gấu Pikachu lấy vốn. Chủ nhân thứ 3. 665. 20. Dạ có. 30. Dạ có luôn. 58. Có luôn. Số 9. Có luôn. Và trong lần này có 3 chủ nhân may mắn nha. Chúng ta sẽ được quay số ai lớn nhất, chúng ta sẽ nhận qua gấu to. Ra bây giờ tiếp tục ủng hộ cho dòng lợi mới với tiền vẫn là 10.000 đồng nha. Anh chị tham gia tham dự để chúng ta có những phần quà cầm trên tay ngay thì bây giờ luôn. 10.000 chúng ta còn một vòng lợi đặc biệt nhận qua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Rồi xong chưa? 49 nè. Và bây giờ đã tìm ra được chủ nhân may mắn cho dòng lợi này, xin mời các nhà mình nhớ đầu tư tiếp tục nha. Đêm nay là xuất phát đặc biệt cuối cùng trong tuần của đoàn, các nhà mình nhớ ưu ái ủng hộ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là vòng lợi tiếp theo và lớp chúng có 10.000 đồng quý vị. Và Lô Lô cũng xin nói thêm về dự án sắp tới của đoàn tại tất cả các trường đại học, thì rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Kính thưa quý vị, hiện tại hình văn hóa cho nên là cái việc mà mình làm một cái live concert thì đến như trên tất cả các trường đại học cũng sẽ rất là khó để xin. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ chương trình để chúng ta sẽ có được một cái trò chơi văn hóa dân gian được công nhận, và nó là một cái nét đẹp văn hóa dân gian chứ không phải là một cái trò cờ bạc quý vị nhé. Như quý vị đã thấy đó, em hôm trước em cũng thử làm cái khảo sát ở trên bay của đoàn đó, thì Lotto bây giờ là một cái trò chơi dân gian hay là một loại hình cờ bạc thì vẫn có 3% trên 100% xem đây là một cái loại hình cờ bạc trúng thưởng quý vị. Đó là cái điều mà chúng ta chưa có thể thay đổi hoàn toàn được. Có nghĩa là cho nên là Lộ cũng rất là mong với công sức nhỏ của mình thì cũng sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của tất cả mọi người để Lotto có thể đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là tất cả quý vị khán giả trẻ chưa bao giờ biết đến Lotto như thế nào. Và qua đó thì hình ảnh của những người hát Lotto, những người chuyển giới cũng sẽ được hỗ trợ rất là nhiều. Như quý vị đã biết, những người hát Lotto thì rất là khó khăn trong cuộc sống, về già thì không có nơi nương tựa neo đơn nữa, cho nên là cái công tác và thay đổi hình ảnh của những người hát Lotto cũng sẽ rất là quan trọng. Lộ cũng hy vọng là bằng cái chút công sức nhỏ của mình và tất cả các thành viên đoàn, quý vị cũng sẽ và quý vị cũng hưởng ứng và ủng hộ, thì những hình ảnh của những người hát Lotto sẽ được cải thiện hơn và chúng em sẽ có thu nhập ổn định hơn, ổn định cuộc sống hơn, từ đó hình ảnh của cộng đồng LGBT, đặc biệt là những người hát Lotto sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Con cờ ra mà con mấy, con mấy gì ra, số gì ra, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Gió đâu đơn, lạnh buốt đã tập hồn, giờ hồng sáng soi không làm sang ấm khói lòng. Con 12
đầu tiên con 12, con 12 gạch gạch vô với chọc chọc vô với con 12. Con 12 số ra con mấy con số gì đây? Số gì đây? Cái số gì ra số gì đây? 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 Tóc em dài em đi mà trong nắng, tóc em ngắn em đi mà trong mưa, tóc em thưa em đi mà trong gió, tóc em hỏng có, tóc em hỏng có cái đầu em hỏng lóc em đi vô chùa Tiếu Lâm. Còn số năm, còn số năm, còn số năm tắm cà nô, còn số năm, còn số năm, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ngồi nhìn chiếc lá rơi theo cội nguồn, mấy gì đây ba gì đây tóc đuôi dài trong gió bay nhẹ ngay ngắt lòng anh nắng xuân hồng môi thắm em từ chim chim thật xinh ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng ra quanh phố vui à ha chớ vội vàng em hãy có chỉ kêu không kịp thắng giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh để anh được nhìn ngắm tay cười trong nắng tóc tai đuôi bò tóc tai đuôi gà yeah. 33, 33, 33, mỗi chừng chết 33, còn 33, còn thời gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây. Này ngựa ô kiêu giang mà em có con sao có hò điều lên có chàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng đưa chàng về nhìn sao xuyến lối chung. Tình đây 39, 39, còn 39, 39 là tầm vé chưa hơn dò số tiếp số gì ra ôi lại ăn số gì ra chị hôm nay quá thân khoai nè đây con số gì ra hôm nay quá thân khoai nè bữa nay quá thân á hả không có nói trước được không Quyến công chúa hãy mau tức quạt ba miêu để quạt bắt quả diệm ngân để thầy trò chúng ta lên đường thỉnh kinh thiền chuông. Công chúa danh dân quạt ma tiêu để thiêu tác quả diệm tư. Hãy mau thu phục quạt ma tiêu như sư phụ.
34 số gì đa, số gì đây, mấy gì đa này, mấy gì đa, mấy gì đa, hai gì đây, hai gì đa. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca kiếm riêng thằng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối nhau. 26, 26, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Ở dưới quê làm ăn mà không cá. Em lên Sài Gòn em bán bánh cam. 58, 58 là tấm vé cờ hơn. Kính thưa quý vị, con số may mắn 58 của dòng loại vừa rồi là con số trúng thưởng của 1, 2, 3 vị khách quý vị nhé. Và ngay bây giờ không mất thời gian với tất cả quý vị, chúng mình sẽ tràn xuống dưới phục vụ dòng loại đặc biệt cuối cùng. Cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho vòng loại đặc biệt tiếp theo quý vị nhé, với tác phẩm là một chiếc Samsung Galaxy A20 quý vị nhé. Rồi con xin mời mẹ lên sân khấu ạ. Rồi. 58 dự kiến qua có 1, 33. 33 có 2. 12. 12 có 3. Số 5. Số 5 đủ rồi. 553 hợp lệ. Xin chúc mừng, còn ai mới bán chúc thường nữa không ạ? Rồi còn ai nữa không ạ? Rồi đợi một chút xíu nha. Kính thưa quý vị, và rồi bước lên sân khấu đi. Bước lên luôn. Dầm bên này, dầm bên này. Người ta bấm máy, người ta từ từ lên chứ bà kêu mình sao mà. Sao quá. Con này mày hay nhảy vào học đâu quá. Rồi 58 đi, chương qua có 1, 34. 34, 2. 26. 26, 3. 12. 12 đủ. 554 hợp lệ. Vẫn là 58 như kêu qua. 58 có 1. 33. 33 12. 12 có 3. Số 5. Số 5 đã đủ. 552 hợp lệ. Xin chúc mừng cho 4 chủ nhân. Rồi, vẫn là số 5, 12, 33 và 58, 554 hợp lệ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ trao thưởng cho 4 chủ nhân may mắn nhất. Quý vị thân mến, và cũng xin nhắc lại tất cả quý vị một lần nữa. Vào tuần sau vào thứ 6 thì chúng tôi có một đêm thi của thi tuyển nhân sự mới cho đoàn, được gọi tên là Miss and Mr. Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và chúng ta sẽ chọn được những người xuất sắc nhất để bổ sung vào lực lượng hiện tại của đoàn quý vị nhé. Và quý vị hãy đến để ủng hộ cho tất cả các bạn thí sinh. Và chúng tôi có 3 vòng bán kết, mỗi vòng có 12 thí sinh. Và sau vòng bán kết thì chúng tôi sẽ có những vòng chung kết rất là hấp dẫn với những chủ đề khác nhau. Kính thưa quý vị, và tất cả những thí sinh năm nay đều mang màu sắc hết sức mới lạ, thông minh, duyên dáng. Và quý vị cũng sẽ thấy được những thí sinh rất là sáng giá. Rất mong quý vị sẽ đến ủng hộ cho tất cả các bạn trong đêm thi, để chúng ta có một cái đêm thật thành công rực rỡ quý vị nhé. Và giám khảo là ai? Là những người đang ở đây, ví dụ như là giám khảo là chị La Kim Quyền, chị Dạ Thảo và chị Diệp Thanh Thanh. Song song đó nữa cũng có mời một số khách mời vào đêm chung kết, ví dụ như là chị Lâm Khánh Chi, anh Vũ Hà. Em đang cố gắng sắp xếp mời những cái người có sức ảnh hưởng có sức ảnh hưởng với công chúng để chúng ta đến với đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời để chấm cho các bạn, để chúng ta có những nhân sự hết sức chất lượng cho phục vụ cho tất cả quý vị, đặc biệt là Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời. Chúng các bé giơ tay giùm bổn đoàn quý vị nha. Rồi ai đó với chúng ta không có gì sân khấu, bắt đầu chuẩn bị giờ số quý vị nha. Cuối đường băng luôn Nhi ơi, cuối đường băng cùng thế này. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa. Hôm cường đang chạy qua đó. Mấy gì đa số nghe tôi kêu con thận ra. Tờ ra con mấy gì đa, mấy gì đa. Còn có bộ mét mốt của chị không thấy giơ tay đâu. Đứng kế bên luôn cha. Đứng kế bên luôn cha. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa. Đó, ẩm. Mấy gì đa, số gì đa, trở lại đây. Trở lại đây. Cậu phát âm dữ vậy? Mua vé luôn hả? Mua điện thoại bị hư rồi hả? Cậu mai dữ vậy đó hả? Trời, thật ơi trời, bất chấp luôn nội. Mấy gì đa, số gì đa. Bữa nay có tính lương, trừ lương nha, lại nha. Mấy gì đa, mấy thì giờ nãy giờ đúng có nửa buổi thì trừ lại chứ nhiêu vậy? Nắp đêm triệu trừ 500. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa. Ok, chi tính đêm nay đàn nói đi em. Cảm ơn chị. Nó lương cho em 1 triệu. 1 triệu tháng á. Mấy gì đa, mấy gì đa, số gì đa, mấy gì đa. Thảo Nhi còn một vé chó. Một vé chó từ Thảo Nhi quý vị nha. Kìa chứ mấy gì đa, số gì đa, cô
thì đa mấy thì đa cũng thì đa. Lần cuối gặp nhau lang thang nói yêu mai nhà anh, em thương anh chân thành. Nếu như không thành điệp ơi là cắt tóc cạo đầu gì đó qua đi. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kia xuống mấy thì đa mấy thì đa. Chúc anh đài quê ở hôm nay, còn mai thiên tai nó ở Thỏ Cài. 20 còn 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 mấy thì ra. Số thì ra, số thì ra, mấy thì ra. Số thì ra, số thì ra, mấy thì ra. Em cắt mái tóc xanh cho đầu em mà đem đi bán. Bạn lấy bốn trăm qua cho chồng em làm lỗ phí đường xa. Chờ một ngày chứng quán về bên nhau hát câu từng dây. Chờ một ngày chứng quán về bên nhau hát câu chung tình. Con mười chín, con mười chín. Và rồi chắc còn quý vị mình hồi nãy ai đưa cho Thậu Nhi 200 mà quý vị. Ai đưa cho Thậu Nhi 200 thì mình đưa tay lên giùm em ha. Đây nè, đây nè. Xuống gì đây, buông gì đây, buông gì đây, buông gì đây. Ai đang đi trên đường đây, tai lắng nghe muôn câu hò đêm đây. Vô đây anh, vô đây anh. Dù đường xa em vẫn hứa anh về. Dù đường xa em vẫn hứa anh qua tàu. Bốn mười sao, bốn mười sao, bốn mười sao. Bốn mười sao, bốn mười sao. Mấy gì đây, mấy gì đây, năm gì đây. Tư là từ phú thương. Bảo kia ta sẽ không lên đàn. Vào ra lối trong tình bạn. Nhâm mở canh mơ màng. Anh luôn trong tình nạn. Mỗi gian giả hoàng đau ư. Năm mươi tư, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi tư. Con ba gì đây, ba gì ra, ba gì đây, ba gì ra. Chân ấy anh hùng yêu nhau trí tài. Người xưa giữ gìn diệt nước sơn hà. Quyết tâm mà diệt khu. Bây giờ em ta nát lòng. Người xưa giữ gìn thủy chung. Bên hồ Tây 37 đây. 37 37 37 con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Xã ơi một con người văn hoa quý em. Vì khi đối mặt cùng ông tôi có đồ chân lý một quan tòa tầm dân tên tội phạm thì đừng bác ơi thì đừng thì đừng xử lý hay đó em. Đừng bác nói nữa quá. Ông ơi ông nói nữa tôi sẽ đâm. 35 35 35 35 35 35 còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ngó lên trời thấy cái đáng mà mây bạch. Ngó xuống đạch thấy cá trạch nó đỏ đuôi. Nước chảy xuôi con cá vui nó lội ngược. Con cá được nó lội xuôi. Anh than rằng bốn phận anh nghèo. Củi tre đâu dám đèo bồng mà leo cao. Còn 16, đây còn 16, còn 16, còn 16, còn 16, còn 16, mười gì ra, cái này mười gì ra, cái này mười gì ra. Học giỏi đẹp trai, con nhà giàu lại khá. Nhưng mà phải tội bắt cá mà hai tay. Cho đến hôm nay ăn đành mà lạnh căm. Còn 15, còn 15, còn 15, còn 15, còn 15. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Nhà có như hàng trăm cơn hầu. Miền chiến giang là quê. Năm mười lăm, năm mười lăm, còn năm mười lăm, năm mười lăm.
năm 15 quá. Năm 15, năm 15 mấy gì ra. Mỗi sáng thức giấc mong thấy chi riêng mình ta. Hey! Vui thơ mấy con vui như chú chim vừa qua. Ngày vui lại đến sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất chi riêng mình ta. Na 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 chưa có số. Chưa có số mấy gì ra con cờ gì ra cờ gì ra. Rồi mình đi kiếm lưu xanh mình kết làm ăn. Da da đi da. Rồi mình đi kiếm trúc xanh trồng hết xung quanh. Da da đi da. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chênh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ hàng. Rồi mình đẹp mãi có ai bằng ta. Rồi mình đẹp mãi dưới thấp lều sinh. 59, 59 là tâm nhé cờ hơn. Xin lô xin dừng chân. Chị nhanh chị lẹ lên đi bé ơi. Số mấy chị em ơi? 59. Rồi bây giờ xin mời các nhà mình khoan bơ xé tờ vé nhá. Ai đọc chạy ta mà chạy số à? 59 thay gì rồi, 59 vừa mới kêu qua có 1 là dạ. Con số đoạt giải. Nhanh chân lẹ tay lên quý vị ơi. Gì vậy? Gì vậy? 59 là con số đoạt giải. Đón đẩy cái lọc cầu lại đi. Ờ khùng tự nhiên 59 số 1 chưa cầm vé. 1 bị sáng rồi. Mà quê sẽ cái mặt quê được bây giờ. Em quê, em nói em xin em quê đi. Ờ đúng không? Tại tại bắt đầu nè. Bắt đầu nè, bắt đầu nè, bắt đầu nè. Rồi rồi rồi. 1094 là ký hiệu. Rồi. 59 có 1 19 19 có 32 35 35 có 3 42 42 đủ. Hợp lệ. Chủ nhân thứ 2 563 59 35 42 19 42 19 đủ. Hợp lệ nhá. Và bây giờ chúng ta có hai chủ nhân kia mắt chúng ta nhận qua đó là hai con Pikachu lấy lệ vốn. Và bây giờ chúng ta được. Ủa có hai người thôi hả? Ờ có hai người em. Và kính thưa tất cả quý vị hãy cùng tham gia tham dự và vé mà khán giả mình chưa may mắn đó chúng ta nhớ quay lại mặt sau. Chúng ta ghi họ và tên số điện thoại nha. Để chúng ta sẽ được bắt đầu bốc thăm may mắn thêm một hai vòng loại nữa. Mày gì ra mày đứng cái mày sáng chị em của quỷ nè 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 đi bán đi cưng bán đi cưng xuống chưa à trời không không trời nó đang lòi ruột luôn á trời à nó đang muốn lòi ruột luôn á thiệt đó con mày gì ra trở lại đây trở lại đi mà nghe chứ có mày gì ra dế cuối đồ băng kia nó có giỡn cửa dưới kia mày gì ra mày chạy lẽ lên vàng ơi mấy gì là bà con mình đang chờ đợi mấy gì là mấy gì là năm gì là năm gì là năm gì là năm gì là có đất công đừng mê lao mê lao mê lao mê lao đất có đất công đừng mê lao mê lao mê lao 56 56 số đầu tiên 56 56 mấy gì đây mấy gì ra 56 còn 56 còn thời gì đây mấy gì ra quê dưới trăng vàng bát ngát ánh trăng thanh chiếu qua làng xa xa hey. Chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời 11 ơi con 11 con 11 con 11 con 11 con 11 là con niềm mừng mày chị ra cái bụng chị đây bụng chị ra cái bụng chị đây thật khôn quá trời tình duyên đưa tới anh ơi thiên đình sẵn rồi cầu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khái thế thôi thế gian ai cười đầu năm đang cưới cuối năm thêm người còn 20 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 mấy gì ra số gì ra số gì ra mấy gì ra tôi cố đau riêng tôi mà ai nào đâu hay biết để nói ra khi đã yêu thương nhau thì
ơi. Con số 1, con số 1, con số 1. Con số 1, đầu lô tô số 1 gạch vô số là con mây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Người từ là từ phương Tân đã qua dòng sông, sông dài tìm đến nơi nào một nhà thân ai. Mai chiều vua nhẹ cửa sông phố lòng ai. Bên nay em ngó mắt xa lòng lay, mà cả dòng sông là lúa ngọt lành. Ai hát chiều nay trên dòng sông vàng đỏ, để tóc em tung bay trong chiều lòng gió. Dòng sông quê hương ơi, dòng sông yêu thương, càng ngắm rơi qua suốt đời thì mướn hoa. Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà, như tình đôi ta như mái sông dạp. 48 em bán sầu thiết cái tình duyên em. Hát như cô hồn về vậy đó. Em không trả lời được đứa anh trao giường sầu riêng chính gió thổi tóc em bay như con bướm lượn. Tay bắn đầu giờ nó cũng bị như con bướm lượn. Con bướm lượn 10:30 rồi đó. Quanh hàm 28 Mỹ gì đa nếu có cô gái, nếu có cô gái ở Gia Lai, cô gái Gia Lai ngồi nhậu lai rai, đi nhậu lai rai cô nhậu một ngày. Nếu có cô gái ở Gia Lai ngồi nhậu lai rai. 52 số gì đa, con số gì đa, số gì đây. Ở dưới quê làm ăn không khá, em lên Sài Gòn em bán đồ rẫy. 27 bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Trên sông Tà Giang có một mình nàng, lập bàn kêu vua là nàng Lâu Diêm Đinh. 49 49 chạy từng lực chạy. 49 kính thưa quý vị, con số may mắn 49 có một chữ cho đồng giải dòng loại vừa rồi quý vị nha. Và ngay bây giờ không mất thời gian của tất cả quý vị, chúng em sẽ trả số giúp phục vụ dòng loại tiếp theo. Mỗi lớp vé chỉ có 10.000 đồng quý vị nha. Và đừng quên quý vị nào đã ghi tên và số điện thoại họ và tên quý vị nha, số điện thoại rồi quý vị hãy xếp thật nhỏ gọn đưa cho Lê Cần. Quý vị Lê Cần đi một lượt một gom lại cho tất cả quý vị nha. Rồi 49 thì chúng ta có 1, 56 có 2, 27 có 3, 11 có đủ, 1041 hợp lệ. Rồi còn ai may mắn chút thường nữa đưa giấy may mặt và 1. Rồi 56, 49, 27, 11 có 3, có đủ, 42, 2 chủ nhân cho 2 dùm loại xin chúc mừng. Rồi ngay bây giờ chúng em sẽ trao thưởng cho 2 chủ nhân may mắn nhất. Và ngay bây giờ chúng em sẽ cũng phục vụ dùm loại tiếp theo. Và kính thưa với tất cả quý vị, và xin chia sẻ một tin vui nữa qua kênh livestream. Thì quý vị ơi, nếu mà quý vị có yêu thương đoàn Lương Tân Sài Gòn Tân Thời, thì vào tháng 9, cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì đoàn có một chuyến lưu diễn tại Úc Châu. Và chúng tôi sẽ có biểu diễn tại hiện tại là 3 tiểu bang là Sydney, Melbourne và Brisbane nữa. Và rất mong quý vị là xem qua livestream mà tại Úc Châu, quý vị hãy liên hệ với những cái thông tin ở trên poster mà đoàn đã có đăng đó, thì quý vị hãy vào đó và order vé, đặt vé để ủng hộ cho đoàn quý vị nha, tại Úc Châu vào tháng cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bốn đoàn quý vị nha. Rồi lộ trình sắp tới vào giữa tháng 10 vào ngày lễ
phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì đoàn cũng sẽ có một chuyến lưu diễn tại Đài Loan. Thì cũng rất mong quý vị kiều bào tại Đài Loan cũng sẽ ủng hộ cho đoàn. À, cụ thể có thể là khuôn viên văn hóa Việt Nam tại Đài Loan quý vị nhé. Rồi sắp tới nữa, và cái này là em khoe cho nó đã quý vị. Và mới nhận, là có thể là tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 chúng em đang sắp xếp cố gắng để có một tour diễn tại Mỹ một tháng. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Kêu các cô chú anh chị kiều bào nếu mà ở khu vực lân cận có thể tới để ủng hộ cho bà con nha. Cali phải không? Giờ này Cali. Dạ, cho nên rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Hả? Gần nhà chị hả? Nhà chị hả? Los Angeles, Long An đúng không? Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vòng lời tiếp theo cũng rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Song song đó, chúng em lưu diễn nhưng mà chia lực lượng ra. Và do đó là tuần sau là sẽ có một cái đêm gọi là bổ sung lực lượng, đúng quý vị, là thi Miss Winter đó, là để bổ sung lực lượng cho đoàn. Để khi mà một số ca sĩ đi nước ngoài thì còn lại thì sẽ phục vụ cho bà con tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những đêm diễn không đổi, những xuất diễn không đổi, quý vị, thời gian cố định để cho chúng ta có một điểm vui chơi cuối tuần và hoàn toàn miễn phí quý vị nha. Ngay bây giờ ai đã có vé mà xếp nhỏ gọn rồi thì bỏ vào thùng của Dương Thanh Vàng đó quý vị, hoặc là Lê Cần cũng đang gom xong xong đó, quý vị hãy ủng hộ vé của vòng loại tiếp theo quý vị nha. Và vòng loại tiếp theo quý vị đã có vé trên tay không, có gì sẽ chuẩn bị dò số quý vị nhé. Mấy gì đã mấy gì đã ai chưa có vé trong loại này đâu, tư nhân đầu tư lẻ quý vậy đó. Mấy gì đã số gì đã lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mấy gì đã số gì đã số gì đã lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mấy gì đã số đầu tiên dâu ăn đây sao dâu hào đây sao dâu nhớ đây đây con số 7 số đầu tiên con số 7 phía bên đây bảo bảo ơi con số 7 đợi một chút mấy gì là con số 7 con số 7 số đầu tiên con số 7 mấy gì là con số 7 mấy gì là lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy gì là số đầu tiên con số 7 gạch vô con số 7 ai chưa có vé trong loại này giơ tay lẹ quý vị nha. Con số 7 mấy gì là bốn gì là chanh chua thì ghế cũng chua chẳng có một mùa ghế có quanh năm. Bốn mươi lăm rồi con số 7 hai con rồi quý vị nha. Con số 7 4 15 con số 7 4 15 con số 7 4 15 mày gì đây mày gì ra số gì đây con năm gì đây năm gì đây trong thủy nghĩ cháu còn đâu mà duyên nợ vì chàng đã liều mà nguy khôn. Năm mười bốn con ba gì đây ba gì ra muốn nói yêu anh mà em học giam. Ba mươi tám ai quay kiều hết hầu mấy má ơi. Hai gì ra kể từ lúc cung con lên đèn âm bước theo hào chân ra mới hay thì ra con mạch diễn xương hai đứa trong đêm khuya. 24 tôi là con mấy tôi nhìn đây cô gái đỏ ngang đưa anh chàng mà qua bên lòng cô vui thích tôi nhịp cái mái chèo các dòng họ reo theo dòng mà nước chảy. Con mười bảy ba gì đây thò tay vô ánh bóng nghe giật mình. Mấy gì ra 53 của năm gì đây chiều qua cánh đồng ai thương ai nhớ về gì.
Gò Công. Tiền Giang Mỹ Tho, lương công viên trên sông mà đợi ai. 52 cuộc đời gì đây, mấy gì ra mấy gì đây. Đã biết anh rất lâu, em vẫn chưa dám quên. Đừng hỏi em nữa cô bé mắt to môi hiền. Trong dãn đôi mắt này, chưa biết say đắm ai. Thì thôi xa nhé nhớ thương, cuốn theo chân người đây còn 60. Còn 60 là tầm ghé cờ hơn. Kính thưa quý vị, và vòng loại vừa qua con số may mắn 60 của một chủ nhân độc giải quý vị nha. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị tiến lên sân khấu để nhận thưởng. Và trong khi đó chúng mình sẽ phục vụ vòng loại tiếp theo, chỉ còn đôi ba vòng loại nữa. Buổi gì đã kết thúc rồi quý vị. Và đêm nay cũng là số diễn cuối cùng của tuần này. Và tuần sau thứ 6 thứ 7 chủ nhật quý vị hãy đến ủng hộ cho đoàn quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ xin mời những chủ nhân may mắn bước lên sân khấu nhận thưởng, và khi đó thì chúng em sẽ trả số dưới một vụ dòng lợi tiếp theo. Quý vị thân mến, và quý vị đừng quên follow trang Facebook của đoàn Đông Lên Tân Sài Gòn Tân Thời để quý vị cập nhật được lịch diễn cũng như chủ đề những đêm diễn, hoặc là quý vị thân mến là sắp tới đã có những đêm diễn khác nữa, quý vị cũng hãy follow và like share trang fanpage để quý vị có thể được biết lịch diễn quý vị nha. 60 diễn viên qua có 1 38, dạ có, 24, dạ có luôn, số 7 có, 1117 y chang. Rồi 60, 38, 24, số 7, 1102 hợp lệ. Xin chúc mừng cho hai chủ nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ quay banh xe 2 may mắn hơn, nhận con gấu bự hơn quý vị nhé. Và đừng quên khi quý vị chúng may mắn nhận gấu thì quý vị hãy xin cái phải lấy thêm một cái bọc ni lông bỏ vô, lỡ mà về dọc đường có mưa gì đó gấu nó cũng không bị ướt quý vị nha. Rồi ngay bây giờ chúng em đang phục vụ dòng lệ tiếp theo mà nó chỉ có 10.000 đồng thôi quý vị. Và quý vị cũng đã thấy là khi mình vào đây chơi thì hoàn toàn miễn phí, tất cả mọi thứ đều miễn phí. Hồi xưa là ghế đó quý vị là không có lấy tiền luôn, nhưng mà tại vì bây giờ có nhiều hao hụt quá cho nên tụi em phải bắt buộc phụ thu để bổ sung lực lượng ghế nó nhiều hơn quý vị nha. Và trong khuôn khổ giới hạn của sân khấu thường biết thì cũng hơi nhỏ cho sân khấu hiện tại, cho nên khi phục vụ có điều chi sơ sót cũng rất mong quý vị khán giả lượng thứ bỏ qua. Nếu quý vị có yêu thương đoàn, yêu thương tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì quý vị hãy bỏ qua cho họ, và bởi vì điều này tụi em cũng đang cố gắng hết sức rồi quý vị. Khi tới đây quý vị có thể thấy âm thanh ánh sáng chỗ ngồi, cách phục vụ, tụi em đã cố gắng hết sức để có thể mang đến không khí vui nhộn nhất và có nhiều cái tiếng cười nhất cho tất cả quý vị. Cho nên khi mà biểu diễn trên sân khấu có điều chi mà sơ hở hay là có những cái nó hơi khiếm nhã chút xíu, quý vị cũng lượng thứ bỏ qua, nhất là quý vị không có xem trực tiếp tại đoàn mà quý vị xem qua livestream đó hay comment đó, đặc biệt là comment đã kích diễn viên, thì cái này em xin một lần nữa là cảm ơn tất cả quý vị đã góp ý, nhưng mà đừng nên đã kích tới tất cả các diễn viên, bởi vì quý vị tới đây trực tiếp con thì quý vị mới thấy là một người mà diễn 4 tiếng đồng hồ như thế này, vừa nói vừa MC vừa hát vừa mua sướng bán vé phục vụ tất cả quý vị, nó rất là vất vả chứ không phải dễ. Cho nên là khi mà đôi khi là mình phải làm hết năng lượng của mình thì mới mang lại tiếng cười cho tất cả quý vị. Thì điều đó thì khán giả tại đây có thể cảm nhận được, nhưng qua livestream có lẽ là khó lắm quý vị. Cho nên rất mong quý vị nếu mà yêu thương đoàn hãy một lần đến với đoàn, thì quý vị biết chúng em lao động như thế nào, rất là nghiêm túc và hỗ trợ khán giả một cách nhiệt tình, nhằm mang đến một cái trò chơi dân gian hết sức là hấp dẫn. Và ca sĩ trên sân khấu cũng có một quý vị đến cũng có ánh nhìn thật là thiện cảm. Ngay bây giờ quý vị đã có vé cho vòng loại tiếp theo, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu bắt đầu giờ số. Dạ, anh ba mình một vé thì ổng ơi. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ ai có vé trên tay hướng mắt về sáng bắt đầu giờ số. Quý vị đừng quên bỏ vé vô ở trên đó quý vị nha. Vé mà đã qua vòng loại đó ghi tên họ và tên và số điện thoại vào bỏ vào phòng ở trên quý vị nha. Ngay bây giờ ai có vé trên tay hướng mắt về sân khấu bắt đầu giờ số quý vị nha. Chép bên đây chị yêu ơi, mỹ gì ra lăng lăng mà nghe tôi kêu con cờ ra mà con mỹ gì ra số gì ra, mỹ gì đây mỹ gì đây. Phía bên đây, phía bên kia, hương quả còn dài với chó quý vị nha. Mỹ gì ra kim lại còn hai dế chó, hai dế chó của kim lại phi thanh dân. Trời Phật ơi, mày thở á thương yêu của tao luôn rồi, mày mang đi quay hình con quỷ. Trời ơi, trời có cái gì mày cũng mặc cho vậy, bữa sau làm sao tôi nhặt tiền. Mỹ gì ra, Mỹ gì ra, nó cuối hợp đất để trời thiệt chứ. Mỹ gì ra trở lại để trời, bây giờ nó hữu nách cho nó giao luôn lẫn nhau luôn trời ơi. Mỹ gì ra, xuống gì ra, Mỹ gì ra, Mỹ gì ra, em gái dịu quê. Cuộc đời trong trang dầm mưa dày nắng để biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Con 15 số đầu tiên nhắc chân lên, con 15 số đầu tiên phía bên đây mẹ mình đang ủng hộ.
đầu tiên. Con 15 con, 15 con, 15 gạch, gạch vô, gạch, gạch vô con. Đầu tiên con, 15 con, 15 con, 15. Số gì đây, số 3 gì đây. Đây từng bước thăm con số năm, con số năm sắm cano, con số năm hai gì đây, hai gì đây, không dám nhìn vào đôi mắt ơi, đôi mắt thảo nhi biển hồ đây. 27 27 27 27 27 27 tôi đã con mấy con số gì đây, số gì đây. Má ơi đừng gả con xa, chuyện yêu trường hôn biết nhà cây má đâu. Rồi đây bổn phận làm dâu, con đâu có rảnh để về mà chiến tâm. 35 35 35 còn 35 35 35 còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Công cha chưa trả nghĩa mẹ em chưa đền, sao em cuốn gói cuốn mền em theo trai đi. Con 12 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 mấy gì ra, số gì ra, số gì ra. Anh chào em mà em đã vội quên, một đêm thấy em vui bên ai lòng anh chẳng thấy xót xa. 43 43 43 43 mấy gì ra, mấy gì ra. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làm em bên lỡ làm anh ở bên buồn. Tắt cái nhạc mẹ đi, tụng kinh cho nó hát mà còn vô nhịp hơn. Bỏ. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làm em bên lỡ làm anh ở bên buồn. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, thương bơm con đò chờ trong bóng mùa. Nhắn mồ con bướm vàng không đầu, em bao chiều tan thờ dài ru sông. Sông quê trường làng con đò lên các lỡ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ đau lòng. Ơi con sông lỡ đã bồi đời biển dâu, đời tan cũng già cũng thôi. Chiều nay con nhớ cây mồ, dần trăng bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông còn mái nhà ngày xưa. Sống đời buồn trôi lỡ rồi trong bên đó, làm em đã bỏ nhà đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió thương buồn chờ trong lòng mô. Nhánh mô con bướm vàng không đầu, sao nhặt vô đi mấy ba kêu rồi đó má. Có một dòng sông con số một cái tự lái cho coi nhân quái. Con số một, con số một mỹ chị ra, mỹ chị ra, số chị ra. Nằm trên sâu ba nuôi thân đứa bông hoa đuối rừng. Nó hát cái gì?
tác nhạc. Quan trọng là bay đâu? Tam bán triều điển. Rồi bà, chú con tam bán triều điển là gì? Con muốn con như con này thiệt. Mày mày tự bao biết sao biết đâu? Tam bán triều điển là gì? Luôn. Không biết không ai biết hết. Đây nè, tam bán triều điển, món đầu tiên là một dây lụa đào 2 mét. Thôi chọn món đó đi, ừ cho ok món này món đó. Còn ba món lại bà, từ từ chọn món này ngon lắm. Món thứ hai là một bình rượu độc. Một bình rượu độc. Chọn đó luôn đi. Ừ thôi chọn. Khoan, còn một món thứ ba ngon lắm. Một thanh gươm báo thượng vương bảo kiếm. Ba món chọn món nào? Giải lụa. Lấy giải lụa. Có giải lụa. Lấy giải lụa. Lụa đâu? Đây mày, lụa. Đây tấm lụa đây. Xí cái cổ nó cho tới chết cho tao, cho nó bỏ cái tầm nó xài đồ chùa. Cái áo này là của bà lụa, cái quần này là của tao, đôi dép này là của con quả. Nó không có gì cái món nào trên người nó là của nó cả. Có. Có cái mùi hôi nách là của mày thôi. Sao cuộc đời mày kỳ vậy giống? Đừng cho trả lời. 1, 2, 3, xiết. Rồi chết chưa? Xiết mạnh đi. Bà nội cha. Con này là ai? 42. 42, 42, 42. Kính thưa quý vị, vòng lời vừa rồi con 42 là con số may mắn. Ngay giờ vòng lời áp chót quý vị nha, chúng em sẽ rảo bút phục vụ chơi áp chót. Duyên em như cắt tóc em. Cái gì? Đi vô tiệm cắt tóc nè. Muốn thì ghê luôn. Nó không ướp mày là hên. Rồi với cái áo tao mà thúi cái đi, còn ngày mai mày khỏi hát nữa. Rồi kính thưa quý vị, ngay bây giờ tao trong khi trao giải chưa. Ngay vòng này là vòng áp chót quý vị nha, nhất chất lệ ta. Và ai chưa bỏ phiếu vô một phiếu thì chạy lên quý vị nha. Sau vòng này chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng rồi quý vị. Và 42 giờ kia qua có 1, 35. 35 có 2. 27. 27 có 3. 12. 12 có đủ. 1093 hợp lệ. Còn ai may mắn cho lọc giải nữa không ạ? Còn ai không ạ? Rồi, kính thưa quý vị và rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ dòng loại áp chót quý vị nha. May mắn ghê luôn, số 4 mà chúng con gấu bự luôn nè. Tại con bệnh ổng thôi hả? Trời mà hai má nó cũng rảnh nó quay banh nữa. Trời ơi. Dòng chót luôn hả? Dòng chót luôn rồi quý vị, vòng chót rồi. Dạ, ban tổ chức báo là vòng chót luôn rồi. Cho nên bây giờ em sẽ bốc thăm trúng thưởng cho tất cả quý vị luôn. Dạ, cho nên rất là mong là vòng này thì quý vị ủng hộ vé thì tham quan nhiệt tình quý vị nha. Bởi vì con vòng này nó đã kết thúc đêm diễn rồi. Trời ơi, nó mua vé mà nó la thì trời, gái nó lứa, nó ghét dễ sợ. Rồi. Để lên nè. Tội nghiệp cái thằng nhỏ kìa, ghi không kịp kìa. Trời ơi trời. Nó mua dân gian đương đại luôn rồi kìa. Trời ơi trời, đừng muốn ăn rồi. Rồi. Lẹ lên Alex ơi, trời ơi đó. Nhanh chân lẹ ta. Con lét này. Cái con Alex lộn. Thôi, kêu Alex tự nhiên kêu con lét không chịu duyên quá. Alex nhanh lên cưng. Ghi vậy chứ không trúng đâu Phương ơi. Trời nói cho ta hy vọng chút coi. Kính thưa quý vị và ngay bây giờ quý vị đã có vé và ghi tên và số điện thoại, quý vị nhớ kỹ giúp em họ và tên mới hợp lệ quý vị nha. Tên không cũng không có hợp lệ nha. Rồi, ngay bây giờ xin mời một khán giả bất kỳ bước lên sân khấu và bốc lại. Dạ em mời anh luôn. Lên lấy Dương Phương lên nè. Đúng rồi, lên nha. Hả, Dương lên hay thôi. Mời anh lên rồi. Dạ, anh đó. Đó, em thấy tình cảm của chị em ta chưa? không thích em rồi đó. Ông bó bữa nay dễ cho mày bự quá nhìn không ra. Trời. Hả? Khoan. Trời ơi. Trời ơi. Yên tâm đi. Bà đập mặt sửa lại mấy lần nhờ móc túi lắm. Rồi tao quánh nghỉ mũi đó. Dạ, cho em hỏi anh. Anh chịu điên hả? Anh tên gì anh? Dạ em tên Tính nha chị. Em chị muốn đi gương bằng anh. Có, chú nói lộn rồi. Ngoại. Thế lại ngoại. Không được đâu. Không được đâu. Rồi bây giờ anh Tính. Anh bắt chơi luôn quá. Trời, lũng cái thùng ông nội ơi. Hồi đó anh đi dọn hồ chung bài vàng. Rồi anh chọn đi. Anh chọn một người giùm em đi. Anh đi với ai đi. Thương lắm quý vị. Đi với ai rất là quen thuộc.
cứ mỗi đêm chỉ có tuần rồi là thoát đâu quý vị, không có đêm nào mà không có ảnh hết trơn. Em bệnh nằm trong bệnh viện vô thăm em luôn, trời ơi thương dễ sợ. Bữa nào qua tụi em tổ chức chương trình lữ khách 24 giờ nha. Họ giờ tên ba số điện thoại cuối. Hơn vốn Bảo Hoàng Quân Vũ Bảo Hoàng số điện thoại 0973. Rồi ok, 0973 là ok luôn. Rồi Huỳnh Vũ Bảo Hoài đâu ạ? Rồi Huỳnh Vũ Bảo Hoài có đây không quý vị? Huỳnh Vũ Bảo Hoàng có đây không ạ? Dạ đang chạy lên rồi, cảm ơn Huỳnh Vũ Bảo Hoàng. Ok anh trên có nhiều nha. Có toàn được không? Có toàn đỡ được không? Không, bé toàn. Cái đó là Huỳnh Bảo Hoàng Dương. Không có, cái đó là Bóng Hoàng Toàn. Bóng Hoàng Toàn. Đây, em ơi, bây giờ em đọc. Trời đất ơi. Để đem còn nói cái gì nữa, không cần dò, tặng con gấu luôn. 0973 853 629. Kính thưa quý vị, Huỳnh Vũ Bảo Hoài 0973 853 629 hợp lệ quý vị nhé. Rồi xin chúc mừng anh. Ủa, tặng anh vui dữ vậy chân. Làm gì vui dữ vậy? À kiếm được chủ nhân may mắn rồi. Mất con gấu đó. À quên, buồn liền. Thôi, giờ tao buồn làm dẹp đi ra đi. Kính thưa quý vị khán giả, và ngay bây giờ vòng loại cuối cùng, quý vị đã có vé trên tay hết chưa ạ? Có chưa ạ? Ai chưa có vé giơ tay giùm em. Giờ phía đây quả ơi. Ê, hey, đó, không cách quên Tuấn Hưng nè. Rồi, kính thưa quý vị, và nếu bây giờ ai chưa có vé trên tay ủng hộ Liên Tai quý vị nhé. Mỗi lần vé chỉ có 10.000 đồng quý vị. Và phía bên đây có Lê Cần, phía bên đây có Ẩn Ẩn. Dạ, ở giữa sân khấu, dạ, em thấy ai hết. Rồi, thế bây giờ. Rồi, phía đây dễ phía đây nè, sát bên cánh gà nè. Sau anh Đường, sau anh Đánh Đường, anh Nguyễn Văn Út. Dạ dạ rồi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ ai quét trên tay cứ mắt về sân khấu, bắt đầu giờ số vòng loại cuối cùng quý vị nha. Được. Hey, đừng em hay lên anh nha. Bên đây dễ, bên đây chị Thanh ơi. Mày trời ơi, trời có con. Có con cái thang mất con mắt ta hết luôn. Gì ra mi, gì ra mi, gì ra mới giống như mới bị ta bắn vậy. Mi, gì ra mi, gì ra xuống gì ra. Cái nhà em dồn, cái cột mà em yêu. Rước thở thêm yêu, giữa tăng mà cho tốt. Con số 1 gặp vô quý vị nha. Đầu logo là con số 1. Số gì đây. Chị ông đâu. Chị bay đi đâu. Con gà trong mây dây. Ông mặt trời mới dậy. Mà trên chiếc gạch qua em đã thấy chị. Ba chị đánh ghê vậy đó. Bé hoa của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm người làm một ông nuôi đời. Chị dẫn theo bố mẹ không nên cười. Con số 10 số gì đây? Năm gì đã? Sầu đêm này và ngàn đêm nữa thôi. Em chỉ yêu, chỉ yêu bình an. Dù cho mình đôi ta cách ngăn, ngủ đi anh một giấc mơ thân khi 50 quyền. Còn 50 cái đứa gì đã, cái đứa gì đã. Chào ơi vì sao nỡ đành tâm. Ban đầu ai đã trao, không thương nữa sao trao ngọc quý, không thương nữa thôi sao nỡ đành nhiều muốn nào. Còn mười sao số gì đã, mười gì đã, thôi chàng ơi, gãy đôi a nhịp cầu à, gãy đôi a nhịp cầu, lòng em tan á, tan tan lòng em, chờ em lên xe qua, cho đẹp lòng mẹ cha, cho tình duyên đôi ta cháy ngang từ đây. 17 con 17 con 17 con tháo là con 17 năm gì ra, năm gì đây, năm gì đây. Bơm bướm bay trong gió, bơm bướm bướm thành qua, bấm bay gì qua đá tàn, bấm bay gì qua đá tàn, tàn rồi cái này một đời ai. 52 mười gì ra, cái này mười gì ra, cái này mười gì ra, mười gì ra, cái này mười gì ra. Còn ta lon con còn tên ta lon con còn tin ta lon con còn tên còn ta lon con còn tên ta lon con còn tin ta đã con còn tin con 19 con 19 thì đi được 5 con luôn á. Con 19 mấy giờ chú nhậu có kêu giờ này thì kêu lại không thì con 19 số gì đây cái này hợp với em nè. Giao ơi vì sao nỡ đành tâm, duyên xưa ban đầu ai đã quên. Thương ai tiếp đây chào ngọc quy hát giùm chị. Còn thương nữa sao nhớ đành gieo khổ đau. Còn số sao chị lên không nổi chị nhờ người khác liền. Còn số sao mấy gì đã, số gì đã năm cố bên làm chiều. Còn số
nhờ người khác liền. Còn số sao, còn số sao, còn số sao, còn số sao mấy gì đã số gì đã. Số gì đã, số gì đã, năm cũ bên làm chiều. Nghe con ngái đâm điêu mà lòng trẻ này đứng dưới tay liêu. Cha em bắt em lấy chồng mà người chồng không có tình đương. Sao? Nên em phải cam vô chùa, em cam vô chùa đáo thân chốn thiền môn. 34, 34, 34, 34 rồi 34 tôi đã con mấy. Tôi từ đây gió lai ao bèo, dù đang thịt đang xuân kêu, núi cao em cũng trèo, không sâu em cũng lội dạng, đèo em cũng cam. 58, 58, 58, anh ơi nhà. Trong bóng đêm tôi tìm. Trời ơi, tao tìm cái gì ở trong cái nhận, coi chừng cái sọng mũi của nó đó. Tìm cái sọng mũi hả? Ôm cuộc tình đầu tiên. 60 nguyên. 60 nguyên. Nguyên 60. Nguyên 60 có mấy gì đa, mấy gì đa. Mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Từng bước từng bước thầm. Mưa giữa mùa tháng năm, mấy đám dâu kỷ niệm gió rét về lần chân. Từng bước chân âm thầm của 35. 35, 35. Và trước khi mà kết thúc buổi biểu diễn thì cũng em cũng thông báo là quý vị mà ủng hộ chương trình gà giả tắt của tụi em đó. Thì tụi em sẽ ngưng thứ 2 tuần lên, cho nên là còn có vài hợp chót. Thì có ủng hộ liền tay chứ không còn lâu lắm mới ăn được quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ 35, 35 mấy gì đa, mấy gì đa, nắm gì đa, nắm gì đa, nắm gì đa, nắm gì đa. Tình cha cha, tình cha, tình cha, tình cha cha, tình. Tình cha cha, tình cha, tình cha, tình cha cha, tình. Con yêu kính mẹ cha, ơi dòng tay mẹ hiền. Chăm lo cho con từng ngày, sẵn sóc con đờ. Con luôn ghi nhớ công ơn của mẹ hiền. Từ lòng con có một tình thương tới tận 59. 59, 59, 59, 59, 59 mấy gì ra mấy gì đây. Ba nhà vợ trước là bạn với tử kỳ. Tình nghĩa của khi nay tử kỳ đã phát không còn ai gì. Chồng há xuân nhà, ba nhà dội vàng ôm cây đàn hãy hãy. Còn số 7 ai? Còn số 7, còn số 7, số gì đây, 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 số gì đây. Cái tuổi của em như bông hoa mà mới nở. Ông bướm đợi chờ bao mẹ ước mơ. Em phải còn hờ kẻo không là bị thôn. Còn số 4, còn số 4 là tâm vé cờ hên. Hay quá, thốn cái là tâm vé. Quý vị và dòng loại cuối cùng buổi tối ngày hôm nay đã có một vị khách mời. Trời ơi. Và trong khi đó chúng ta sẽ chào chào già. Ông già già 60, 5 có 1, 35 có 2, 16 có 3, số 4 vừa kêu qua 115 hợp lệ. Rồi em lên sân khấu luôn đi. Rồi số 9, à số 4, số 10, 35, 59. Chồng mấy đứa bị cái gì vậy? Số 10, 35, 29 hợp lệ. Rồi 116 hợp lệ. Xin chúc mừng cho hai chủ nhân may mắn. Rồi 3 chủ nhân. Số 4, số 10, 35, 59 có tập trung làm được không? Hợp lệ. Rồi 1, 1, 1, 5 hợp lệ. Chúc mừng cho ba chủ nhân nha.